Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Hải sẽ dạy các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5, bài 57, bài luyện tập nhé. Chúng sẽ bài giảng của Hải Liêm nếu các em quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài luyện tập nhé. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 tính nhận. Giờ câu A 4,08 nhân cho 10. Như vậy mình nhớ khi một số hợp phân nhân cho 10 thì mình cứ việc dịch chuyển dấu phải qua bên phải một chữ số là được. Như vậy dấu phải đang nằm đây, mình sẽ dịch chuyển qua đây. Như vậy kết quả sẽ là 40,8, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết là 40,8 nhé. Giờ tiếp theo sẽ là 21,8 nhân cho 10. Như vậy cũng tương tự, một số hợp phân nhân cho 10 khi mình sẽ dịch chuyển dấu phải qua bên phải một chữ số. Dấu phải đang nằm đây, dịch chuyển qua bên đây thì nó sẽ nằm cuối, thì bỏ luôn đi. Như vậy kết quả sẽ là 218, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là câu B 45,81 nhân cho 100. Như vậy các em nhớ là một số hợp phân mà nhân cho 100 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phải qua bên phải hai chữ số nha. Như vậy dấu phải đang nằm đây, dịch chuyển qua bên phải hai chữ số khi nó nằm cuối thì mình bỏ dấu phải luôn đi. Như vậy kết quả là 4,581. Như vậy có nghĩa là 4,581. Tương tự 9,475 nhân cho 100 thì mình cũng dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải hai chữ số. Dấu phẩy đang nằm đây, dịch chuyển qua hai chữ số thì nó sẽ nằm giữa số 7 và số 5, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 947,5. 947,5, đúng không? Giờ tiếp theo là câu C 2,6843 nhân cho 1.000. Như vậy các em nhớ là một số hợp phân mà nhân cho 1.000 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải ba chữ số nhé. Dấu phẩy đang nằm đây, đúng không? 1, 2, 3. Như vậy mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy nằm giữa số 4 và số 3, đúng không? Giờ như vậy là một số hợp phân nhân cho 1.000 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải ba chữ số. Như vậy dấu phẩy sẽ nằm giữa 4 và 3. Như vậy kết quả sẽ là 2684,7, đúng không? Vậy mình sẽ điền ở đây chính là 2684,7, đúng không? Giờ tiếp theo là 0,8341 nhân cho 1.000. Như vậy là một số phân nhân cho 1.000 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải ba chữ số nha. Như vậy dấu phẩy đang nằm đây, dịch chuyển qua bên phải ba chữ số, 1, 2, 3. Như vậy dấu phẩy sẽ nằm giữa số 4 và số 1, có nghĩa là 834,1 nha. 834,1, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 đặt tính giờ tính. Như vậy là 12,6 nhân cho 80. Giờ như vậy mình cũng đặt tính bình thường ha. Giờ sau đó mình sẽ, mình thấy là 12,6 nhân 80 thì mình thấy đây số 80 tặng cùng là số 0, nhưng mà sẽ viết số 0 xuống đây chứ. Giờ sau đó mình sẽ lấy 8 nhân lên bình thường nha. Và mà kết quả thì mình sẽ nằm phía trước số 0, đúng không? Giờ mình sẽ lấy 8 nhân cho 6 nha. 8 nhân 6 thì bằng bao nhiêu? 8 nhân 6 bằng 48, mình sẽ viết 8 nhớ bộ. Giờ tiếp theo là 8 nhân 2. 8 nhân 2 là bằng 16, thêm 4 là 20, mình sẽ viết 0 nhớ 2. Giờ 8 nhân cho 1. 8 nhân 1 bằng 8, thêm 2 bằng 10, mình sẽ viết số 10. Giờ mình thấy là ở đây là có một số dấu phẩy đứng trước một số, thì ở phần kết quả cũng vậy, mình sẽ đặt dấu phẩy đứng trước một số, có nghĩa là có một chữ số phần hợp phân. Như vậy kết quả sẽ là 1,008 nha. Giờ tiếp theo là 75,1 nhân cho 300. Như mình thấy là 300 là một số mà có hai số 0 phía sau, như mình sẽ đem hai số 0 xuống phía dưới này chưa. Giờ sau đó mình sẽ lấy số 3 nhân lên, được kết quả bao nhiêu mình sẽ ghi qua đây, đúng không? 3 nhân 1 bằng 3, mình sẽ viết số 3. Giờ 3 nhân 5 thì bằng 15, viết 5 nhớ 1. Giờ 3 nhân 7 bằng 21, khi 1 bằng 22, viết số 22. Giờ mình thấy là ở đây mình sẽ thấy dấu phẩy đứng trước một chữ số, thì phía kết quả cũng vậy, mình sẽ đặt dấu phẩy trước một chữ số.
Như vậy kết quả sẽ là 22.530. Giờ tiếp theo là 25,71 mình nhân cho 40. Mình thấy là số 40 có nghĩa có một số 0 ở phía phía sau, nhưng mà sẽ đem số 0 xuống đây chứ. Giờ sau đó mình sẽ lấy số 4 nhân lên bình thường nha. Mình sẽ kết quả mình sẽ điền bên đây. 4 nhân 1 bằng 4, viết số 4. Giờ 4 nhân 7 là 28, mình sẽ viết 8 nhớ 2. 4 nhân 5 là 20, khiêm 2 là 22, viết 2 nhớ 2. Giờ 4 nhân 2 là 8, khiêm 2 là 10, viết số 10. Giờ mình thấy là dấu phẩy đứng trước hai chữ số, thì phần kết quả mình cũng đặt dấu phẩy đứng trước hai chữ số. Như vậy kết quả là 1028,40 nha. Giờ tiếp theo là 42,25 nhân cho 400. Như mình thấy là số 400 sẽ có hai số 0 tặng cùng, nên mình sẽ đem hai số 0 xuống trước. Giờ sau đó mình sẽ lấy số 4 nhân lên, được kết quả bao nhiêu mình sẽ ghi kế bên, đúng không? Giờ 4 nhân 5 là 20, viết 0 nhớ 2. 4 nhân 2 là 8, khiêm 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 4 nhân 2 là 8, khiêm 1 là 9, viết số 9. Giờ 4 nhân 4 là 16, viết số 16. Giờ mình thấy là ở đây mình thấy là có dấu phẩy đứng trước hai chữ số, thì phần kết quả mình cũng đặt dấu phẩy trước hai chữ số nha. Như vậy kết quả sẽ là 16.900, đúng không? Giờ như vậy mà xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được là 11,2 km, trong 4 giờ sau mỗi giờ đi được là 10,52 km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km? Như vậy là 2 giờ đầu mỗi giờ đi được là 11,2 km. Như vậy thì mình sẽ tính xem trong 2 giờ đầu người đi xe đạp đi được bao nhiêu km bằng cách lấy 11,2 nhân cho 2. Giờ sau đó mình sẽ tính xem trong 4 giờ sau mỗi giờ, trong 4 giờ sau hết xe người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu km bằng cách lấy 10,52 nhân cho 4. Giờ cộng hai kết quả được thì mình sẽ biết được là người đó đã đi tất cả bao nhiêu km, đúng không? Giờ hãy sẽ làm câu số 3 nha. Trước hết mình sẽ tính xem trong 2 giờ đầu. Người đi xe đạp đi được số km là, như vậy mình sẽ lấy 11,2 nhân cho 2, đúng không? Giờ 11,2 nhân cho 2 mình cũng tính nhẩm luôn nha. Như mình sẽ lấy 2 nhân 2 được 4, viết số 4 dấu phẩy đơn quan nha. Giờ 2 nhân cho 11 thì sẽ bằng 22. Như vậy kết quả là 22,4 km. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem trong 4 giờ sau thì người đi xe đạp đã đi được bao nhiêu km nha. Như vậy mình sẽ lấy 10,52, mình sẽ nhân cho 4, đúng không? Giờ 10,52 nhân cho 4 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy 4 nhân cho 2, 4 nhân 2 bằng 8, viết số 8. Giờ 4 nhân 5, 4 nhân 5 sẽ bằng 20, viết 0 nhớ 2, giờ phải đem qua. Giờ 4 nhân 0 là 0, khiêm 2 là 2. Giờ 4 nhân 1 là 4, như vậy kết quả là 42,08 km. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem người đó đã đi được bao tất cả bao nhiêu km, đúng không?
Như vậy mình sẽ lấy 22,4 cộng cho 42,08 nha. Giờ ở đây mình sẽ tính nhập luôn nha. Như vậy mình sẽ lấy hàng phần trăm cộng hàng phần trăm. Như ở đây có số 8, đây không có thì mình sẽ đem số 8 qua. Hàng phần 10 cộng hàng phần 10, 4 cộng 0 là 4. Do phải đem qua. Giờ hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 2 cộng 2 là 4, viết số 4. Và hàng chục, 2 cộng 4 là 6. Như kết quả là 64,48 km, đúng không? Giờ như ở đây mình sẽ có thêm chữ đã cũng được. Người đó đã đi được tất cả số km là được nè. Giờ như mình sẽ đáp số là 64,48 km nha. Giờ như mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống hẳn để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Tìm số tự nhiên x bé nhất trong các số 2, 3, 4, 5 sao cho 2,6 nhân x sẽ lớn hơn 7. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nha. Như vậy là trước hết mình sẽ chọn x bằng 2. Giờ sau đó mình thế vô xem có không mãn điều kiện đúng hay không, đúng không? Như ở đây mình sẽ chọn x bằng 2 trước. Chọn x bằng 2. Okay. 2,6 nhân cho x sẽ bằng 2,6 nhân cho 2, đúng không? Giờ 2,6 nhân cho 2 thì bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy 2 nhân 6. 2 nhân 6 là 12, viết 2 nhớ 1, dấu phải đơn qua. Giờ 2 nhân 2 là 4, khi 1 là 5. Như mình thấy là 5,2 thì sẽ bé hơn 1, bé hơn 7. Như vậy là mình sẽ không thỏa mãn điều kiện của đề bài. Đề bài người ta nói phải là lớn hơn 7 nha. Như vậy ở đây là bị lỗi. X bằng 2 sẽ bị lỗi. Bây giờ mình sẽ chọn x bằng 3, mình khế vô xem có đúng hay không nha. Chọn x bằng 3 thì 2,6 nhân cho x, như vậy sẽ bằng 2,6 nhân cho 3. Giờ 2,6 nhân cho 3 thì bằng bao nhiêu mình cũng tính nhẩm. Mình sẽ 3 nhân 6. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1, dấu phẩy đơn qua. Giờ 3 nhân 2 là 6, 1 là 7, 7,8. Mình thấy 7,8 thì sẽ lớn hơn 7. Như vậy là mình sẽ lấy được, đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn x bằng 4 thì 2,6 nhân x sẽ bằng 2,6 nhân cho 3, 4, đúng không? Giờ 2,6 nhân 4 bằng bao nhiêu mình cũng tính nhẩm luôn. Như vậy mình sẽ lấy 4 nhân 6. 4 nhân 6 là 24, mà 64 nhớ 2, dấu phẩy đem qua. 4 nhân 2 là 8, thêm 2 là 10. Mình thấy là 10,4 cũng lớn hơn 7. Đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn x bằng 5. Thì 2,6 nhân x sẽ bằng 2,6 nhân cho 5. Giờ mình cũng tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy 5 nhân 6. 5 nhân 6 bằng 30, viết 0 như 7, dấu phẩy đem qua. Giờ 5 nhân 2 là 10, khi 3 là 13. Giờ 13,0 thì mình sẽ để là 13 cũng được, đúng không? Mình thấy là 13 cũng lớn như vậy. Như vậy mình sẽ có 3 giá trị là x bằng 3, bằng 4, bằng 5 đều được hết. Nhưng ở đây người ta nói là x phải là bé nhất, đúng không? Sao cho 2,6 nhân x lớn hơn 7. Như giờ trong 3 số mình sẽ chọn x bằng 3 sẽ là bé nhất, đúng không? Giờ mình sẽ kết luận là vậy x bằng 3. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nhé.
Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.